Xin chào tất cả các bạn. Ở bài học số 5 này, Dương sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách đọc nhạc. Một trong những cái thao tác, một cái kỹ năng mà các bạn chơi sáo không chuyên đang rất là mong muốn và đang rất là cần. Và các bạn chơi nhạc cụ hay là các bạn hát hay là các bạn đàn vân vân, chúng ta cũng đều phải biết cách đọc những nốt nhạc, đọc những cái bản nhạc thì mới có thể chơi sáo một cách điêu luyện và chơi có ý đồ ý tưởng được. Đó. Ở cái clip này thì mình vẫn chưa vội vàng để hướng dẫn các bạn các cái nốt trên thân cây sáo vân vân như các cái bài trước mình đã hướng dẫn. Vậy thì ở phần này chúng ta sẽ vào học một chút nhạc lý và cái cách đọc nhạc. Vậy thì ba cái yếu tố chính để tạo nên âm nhạc dành cho người chơi sáo, các bạn nhớ dành cho người chơi sáo như sau. Một, đó chính là cao độ. Cao độ thì một là cao độ, hai là trường độ và ba là âm sắc. Đó, vậy mình sẽ đi vào từng phần một. Cao độ đó chính là như mình đã nói ở trên, cao độ chính là cái độ cao thấp của nốt nhạc. Đó, ví dụ như cây đàn piano này chẳng hạn, có những nốt cao, những nốt thấp, những nốt rất cao, rất cao. Đó, những nốt rất trầm hơn nữa. Đây là cái đàn tơ lưng đằng sau lưng Dương này, vậy có những nốt cao, nốt thấp. Anh trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, có những âm thanh trầm, âm thanh bổng rất là cao, nhưng có những âm thanh rất là thấp. Đó. Vậy thì để đặt tơi tên cho các cái nốt nhạc cao thấp đó như thế nào thì người ta có 7 nốt nhạc như sau. Đó. Các bạn nhìn chữ thôi. Các bạn nhìn chữ mình cứ tắt nhá. Đồ, rê, mi, fa, son, la, si. Đó, si thì mình viết hẳn ra để tránh nhầm lẫn với nốt son. Đồ, rê, mi, fa, son, la, si có 7 nốt nhạc. Đó. Có 7 nốt nhạc và 7 cái nốt nhạc này trong cuộc sống thì nó kề gối nhau, nó lên cao, nó xuống thấp. Đồ, rê, mi, fa, son, la, si cao hơn nữa lại tiếp tục đồ, rê, mi, fa, son, la, si và cao hơn nữa, cũng giống như cái đàn piano này vậy. Đó, đồ, rê, mi, fa, son, la, si tiếp rê, mi, fa, son, la, si lên vậy, hay là đi xuống vậy, đồ, si, la, son, la, mi, rê, đồ, xuống. Đó, các bạn hiểu không, nó kề gối nhau như vậy. Đó, vậy thì để thực hiện này các cái nốt nhạc này một cái cách khoa học, đó, một cái cách khoa học thì chúng ta cần phải có các cái dòng nhạc đó để thể hiện, để vẽ lên nó, để viết lên nó, không thể vẽ lên một cái bảng trống không hay là viết đầu đôi huyền đồ được, đúng không? Chúng ta phải có các cái dòng kẻ nhạc để cho nó khoa học hơn. Đó, vậy thì chúng ta có 5 dòng kẻ nhạc, tính từ dưới lên ạ, 1 2 3 4 5, 5 dòng thì tương ứng với lại 4 khe của dòng kẻ nhạc. Đó, ngoài ra thì chúng ta còn có các cái dòng kẻ phụ. Dòng kẻ phụ thì ví dụ như đây chính là dòng kẻ phụ. Đây là dòng kẻ phụ rất ngắn. Đó, nó vừa đủ cho một nốt nhạc thôi, để người ta hiểu đó là một nốt nhạc. Đó. Vậy thì ký hiệu của các nốt nhạc này ở trên có một cái thống nhất chung nữa là người ta ký hiệu phải có một cái ký hiệu để chúng ta cùng hiểu. Ở Việt Nam thì chúng ta hiểu là đồ đô huyền đồ. Thế nhưng mà sang bên Lào, Campuchia hay là sang bên Châu Phi hay là các loại châu thì chúng ta phải có một cái ký hiệu để thống nhất. Đó chính là gì? Tương đô thì có C, V thì là D, tiếp tục như vậy E, F, G, A và B. Đó, tiếp tục lại là đô rồi, rê, mi, fa, son rồi. Đó chính là các cái ký hiệu đây. Đó. Tại sao các bạn thấy là sáo C5 hay là sáo R5 là chính là như vậy. Đấy, hay là E này, F này, son thì là G này, các bạn hay gọi, chúng ta sẽ hiểu như vậy nhé. Năm cái dòng kẻ nhạc này thì vậy, để xác định được nốt đô ở đâu, nốt rê ở đâu, nốt mi ở đâu thì chúng ta có khóa son, chúng ta có các cái chìa khóa của các cái dòng nhạc đó. Tại sao lại sinh ra các chìa khóa thì mình nói đơn giản để các bạn hiểu. Ví dụ như cái cây sáo chúng ta chơi ở cái quãng trung trung như vậy trên cây đàn này. Chúng ta chơi quãng trung trung như vậy. Thế còn những cái nhạc cụ khác ví dụ như kèn thì họ chơi thấp hơn. Thì họ cần phải có một cái khóa thấp hơn, tức là gì? Cái nốt nhạc của họ thấp hơn 5 dòng kẻ này, họ còn thấp xuống dưới này nữa. Đó, họ cần phải có những cái khóa thấp hơn như thế này. Đấy, chứ không thể kẻ rất nhiều cái dòng kẻ như vậy thì sẽ không nhìn thấy. Thế vậy thì khóa son, đây chính là khóa son. Các bạn chỉ cần quan tâm đến khóa son thôi ạ. Chúng ta chơi sáo không cần phải quan tâm đến khóa pha hay khóa đô hay là các loại khóa khác.
Vậy thì khóa son này, khi bắt đầu vẽ cái khóa son này, ta bắt đầu từ dòng kẻ thứ hai, người ta vòng lên rồi đi xuống. Vậy thì cái nốt son chính nằm ở trên dòng kẻ thứ hai luôn, đây chính là nốt son của chúng ta. Nốt son. Đó, tương tự như vậy, ngay bên cạnh đó là nốt la. Cứ một nốt nằm ở giữa dòng kẻ và một nốt nằm ở khe của hai dòng kẻ. Son, trên son là nốt la, vậy nốt la là nằm ở dòng giữa dòng kẻ thứ hai và dòng kẻ thứ ba. Tiếp là nốt si lại giữa dòng kẻ thứ ba. Nốt đô này cũng vậy. Đó, ngược lại ta cũng có fa, mi, re. Đó, vậy re là hết rồi thì người ta phải kè thêm một dòng kẻ phụ nữa để thể hiện cái nốt đô này lên. À, tức là gì, nốt đô này nằm ở giữa một dòng kẻ gọi là dòng kẻ số 0 đấy. 0 trong cái 1 này, hay thậm chí là âm nữa. Đấy thì người ta phải kè dòng kẻ phụ này ra. Trên này cũng vậy. Đúng không ạ? Đó, để chúng ta hiểu. Đó. Đó chính là cái phần cao độ trong cuộc sống. Tiếp theo đó chúng ta có trường độ. Trường độ thì ta hiểu đơn giản là cái độ dài ngắn của cái nốt nhạc. Nó giống như là các cái đơn vị đo khác, ví dụ như là thể tích thì chúng ta có mét khối, rồi thì là chiều dài thì có centimet, mét hay là km vân vân, hay là kg với cân nặng. Vậy thì trong âm nhạc chúng ta cũng phải có một cái đơn vị để ta thống nhất với nhau, đó chính là phách. Đó chính là phách. Đó, vậy thì phách là gì ạ? Phách thì được coi là một khoảng thời gian nhất định. Một khoảng thời gian nhất định do người chơi nhạc, do cái người chơi trực tiếp cái bản nhạc đó quy định về cái tốc độ của nó. Đó, một khoảng thời gian nhất định, tức là gì? Một khoảng thời gian đều đặn, ví dụ 5 giây. Vậy thì một phách chúng ta rơi vào 5 giây. Một, đó, khoảng thời gian nhất định, giống như cái đồng hồ tích tắc lắc đi lắc lại, đó chính là từ cái quả lắc này sang đến lần lắc thứ hai, đó chính là một phách. Âm nhạc chúng ta cũng vậy. Đó, đó, vậy thì có người nhanh, có người chậm, người thích nhanh hay là những bản nhạc nó nhanh nó chậm, đúng không ạ? Để thể hiện phách thì người ta có cách là dùng máy đập nhịp này, hay là người ta tự đập bằng tay, đập bằng chân, hay là đập bằng miệng. Thế tuy nhiên thì người chơi sáo chúng ta thì thường dùng chân, đúng không ạ? Bởi vì tay ta thổi rồi, miệng chúng ta đã tay thì bấm rồi, miệng đã thổi rồi, thì còn mỗi chân nữa, không thể đập bằng tim được, đúng không? Vậy thế nên là ta dùng chân để đập. Đó, một phách được tính như sau, được tính ví dụ mình đập bằng tay, một là khi chạm xuống, một nhấc lên và đưa xuống, sau khi chạm đến lần thứ hai, đó chính là phách số 2. Tức là gì? Một phách gồm đập xuống, đưa lên và gần chạm với phách thứ hai, chính là hết một phách. 1 2 3 4, vậy là mình đã đập hết 4 phách, đúng không? Đều đặn thì mới gọi là phách. Đó. Đấy, như vậy ta hiểu đó là chính là cái đơn vị để đo các cái độ dài của các cái nốt nhạc như vậy. Đó, vậy thì khi mà có đơn vị rồi thì chúng ta sẽ có được các cái ký hiệu. Đó. Rồi chúng ta có cái nốt to nhất, nốt lớn nhất trong âm nhạc, đó chính là nốt tròn. Đó. Dưới nốt tròn sẽ chia ra hai nốt trắng, tức là gì? Hai nốt trắng thì sẽ bằng một nốt tròn. Dưới hai nốt trắng thì có hai nốt đen. Đó, nốt đen đây ạ. Đấy, nốt trắng là hình nốt tròn là hình tròn này thôi, hình elip nằm nghiêng. Thì nốt tròn thì có thêm một cái gạch ở bên trên này. Nốt đen thì được tô đen. Đó, nhỏ hơn nữa thì chúng ta có nốt đơn, tức là gì? Nốt tròn sẽ bằng hai nốt trắng, hai nốt trắng sẽ bằng một nốt trắng sẽ bằng hai nốt đen. Một nốt đen thì bằng hai nốt móc đơn, một nốt móc đơn thì sẽ bằng hai nốt móc kép. Đó, chúng ta cứ chia như vậy. Vậy thì đó là cái ký hiệu của chúng ta như vậy. Thế nhưng mà để biết được cái nốt tròn này bao nhiêu phách thì lại phải dựa trên nhịp. Đó, cái nốt tròn này nằm ở nhịp nào. Đấy, ví dụ như nốt tròn này nằm ở nhịp 22 đấy, hay là nhịp 44 vân vân. Vậy thì nhịp là gì ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nhịp là gì. Nhịp ấy thì được phân bởi các cái vạch nhịp. Đó, phân ra bởi các cái vạch nhịp. Đó, ví dụ như đây là cái vạch nhịp này. Từ đây đến đây là một cái vạch nhịp. Đó. Chỗ này mình biết thiếu cái vạch nhịp ở đây. Tức là gì? Một cái vạch rạch ngang giữa cái dòng nhạc, đó chính là cái vạch nhịp của chúng ta. Vậy thì từ đây đến đây được coi là một ô nhịp, đúng không ạ? Đó. Vậy nhịp để xác định được các cái nốt này là có cái độ dài bao nhiêu. Ví dụ nhịp 24 thì
số 2 ở bên trên này sẽ thể hiện cho số phách trong cái ô nhịp đó. Vậy thì từ đây đến đây sẽ có 2 phách. Từ đây đến đây sẽ có 2 phách. Và số 4 ở bên dưới thể hiện gì ạ? Số 4 bên dưới chính là giá trị của mỗi phách trong một cái ô nhịp đó bằng cái nốt tròn chia cho 4. Nốt tròn chia cho 4 chúng ta sẽ được 4 nốt đen. Vậy thì mỗi một phách trong một ô nhịp này là bằng một nốt đen. Đấy, một nốt đen tức là gì? Nốt tròn sẽ bằng 4 phách, nốt trắng thì sẽ bằng 2 phách, nốt đen thì sẽ bằng 1 phách, nốt móc đơn là bằng nửa phách. Đấy, 1/2 phách ạ. Còn nốt móc kép thì sẽ bằng 1/4 của phách. Đấy, còn chia nhỏ nữa ta có móc tam rồi móc tứ. Đó, 1/16 hay là 1/32, vân 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 vân. Đó. Là khi chúng ta chơi sáo thì thường thường các bản nhạc chơi sáo thì được viết trên nhịp 24, nhịp 44. Đó, không được thể hiện ở những cái nhịp khác nhiều. Và tuy nhiên thì chúng ta có thêm nhịp 3/4 rồi thì nhịp 6/8, tức là gì? Chúng ta chỉ quan tâm đến số bên dưới thôi ạ. Số bên dưới thì sẽ quyết định được cái giá trị của các cái nốt nhạc này. Số bên dưới là số 4, một nốt tròn chia cho 4 là bằng nốt đen, tức là gì? Giá trị của các nốt này, nốt đen này bằng một phách. Thì là một phách đúng không ạ? Đó, tương tự như vậy chúng ta sẽ vào đập nhịp của cái bài này. Mình viết sẵn ra một cái đoạn như thế này. Đó, mình xin giới thiệu tiếp, đó khi hai nốt móc đơn mà đứng cạnh nhau ấy, thì nó sẽ nối lại như thế này. Đó, thực ra đó là gì ạ? Đó chính là hai nốt móc đơn đứng cạnh nhau. Hai nốt móc đơn đứng cạnh nhau thì người ta sẽ đó, sẽ viết lại như thế này để cho nó gọn. Đó, còn đây là bốn nốt móc kép đứng cạnh nhau, người ta sẽ gạch như này, hai nốt thì sẽ là hai gạch, hai nốt thôi. Bốn nốt thì là gạch cả bốn nốt luôn. Vậy thì ta sẽ vào đi thực hiện đọc cái bài này như sau. Đó, đây là nốt đô ạ, nốt rê ạ, các bạn chưa thể nhìn được ngay đúng không ạ? Mình sẽ nói trước, đây là đô này, rê này, là, đô, sòn. Tức là gì? Đô, rê, là, đô, sòn. Vậy ta đọc thế nào? Nốt đen sẽ bằng một phách, nốt đơn sẽ bằng nửa phách. Ta sẽ đọc nào. Đô, rê, là, đô, sòn, đúng không ạ? Đô, rê, là, đô, sòn. Đô, rê, mỗi một nốt là bằng một phách. Đô, rê, một phách ạ. Một, hai, ba, đúng không ạ? Đô, rê, là, đô, sòn, đúng không ạ? Hai nốt này là bằng, mỗi nốt bằng nửa phách thôi. Là, đô, sòn, đúng không ạ? Một phách của chúng ta này. Đó, là, đô, sòn. Sòn là sang cái phách mới thôi. La đô. Sòn là sang phách mới đúng không ạ? Tiếp. Thế nốt kép thì đọc thế nào? Nốt kép là bằng 1/4 của phách đúng không ạ? Thì vậy thì bốn nốt này bằng một phách đúng không ạ? La đô la sòn la. La đô la sòn la. Cứ bốn nốt này chia đều trong một phách là được. La đô la sòn la. Đó. Tiếp. Vậy thì đây cái ký hiệu này cũng chỉ là viết tắt của một nốt đơn này. Một nốt đơn này và hai nốt kép đứng cạnh nhau. Vậy thì người ta viết như vậy. Đó. Để chúng ta dễ hiểu. Chứ còn tại sao lại phải viết như vậy? Bởi vì các bạn để ý, nếu như mà rất nhiều những cái nốt nhỏ li ti như thế này, nhiều móc đơn, móc kép rồi móc tam tứ loạn xì ngậu lên trong một cái ô nhịp thì chúng ta không thể nhìn được. Rất là rối mắt. Đấy, có thể nhìn được nhưng mà phải dừng lại, tạm dừng lại mà đang chơi nhạc mà phải dừng lại để xem chỗ này như thế nào thì rất mất thời gian, nên người ta phải nối lại như vậy. Đó, đô rê đô sòn thì ta đập thế nào? Đô rê đô sòn đúng không ạ? Đó, cái gì? Nốt đô này nửa phách, rê đô là 1/4 của phách. Đó, đô rê đô sòn. Đó, tức là gì? Hai nốt kép này thì lại bằng một nốt đơn, vậy thì nó gần giống như này. Đó, hai nốt kép này với bằng một nốt đơn này, tức là gì? Đô rê đô sòn. Đó, đô rê đô, nốt trắng hai phách đúng không? Mình sẽ đọc hết cả bài này. Đô rê là đô sòn, là đô là sòn la, đô rê đô sòn, đô rê đô. Đó, gần chạm phách thứ ba mới lấy, tức là gì? Một hai, đó, gần chạm sang phách thứ ba, bởi vì phách thứ hai nó vẫn còn
sang đến gần hết, gần chạm đến vạch 3 nó mới hết giá trị của nó. Đúng không ạ? Ta sẽ đọc lại một lần nữa. Do re do, à mình xin lỗi. Do re la do son. La do la son la. Do re do son. Do re do. Đó. Tất nhiên sẽ còn còn rất nhiều các cái âm hình tiết tấu chúng ta sẽ học ở các cái bài sau, bởi vì cái thời lượng nó quá dài trong một cái clip thì chúng ta cũng không thể nạp hết những cái dung lượng nó vào đầu được, nhưng mình sẽ cắt nhỏ thành các cái clip nhỏ hơn nữa. Sau đây mình sẽ làm các clip về những cái dạng âm hình tiết tấu khác để chúng ta cùng luyện đọc. Đấy, không thể trong một buổi học là các bạn có thể các bạn xem xong clip này là các bạn có thể biết cách đọc nhạc một cách thuần thục được. Đó. Kể cả các bạn chuyên nghiệp vậy, phải học hàng rất nhiều năm thì chúng ta mới có thể đọc được, xong lại còn nhìn được. Đó. Có những người mà cầm bản nhạc lên dịch mãi chả xong. Đó. Trong khi đó người ta được học và rèn luyện liên tục, rồi thì là bao giờ mới đạt đến cái trình độ mà nhìn một cái nó đánh luôn bản nhạc mới thôi. Đó, các bạn phải không được đốt cháy giai đoạn, chúng ta cứ bình tĩnh, là chúng ta cứ hiểu đơn giản nó như vậy là được, để xem tiếp các clip sau chúng ta sẽ dần dần hình thành những cái cách đọc nhạc một cái cách nhanh chóng và chính xác được. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo dành cho cái việc đọc nhạc này. Cut.